Xin chào các bạn, trên tay của mình là cái Slide Bell, cái thắt lưng sinh tồn được gây quỹ trên Kickstarter và bây giờ họ tiến hành giao hàng. Cái này giá 180 đô và nó có những tính năng giúp các bạn có thể sinh tồn khi các bạn rơi vào nơi hoang dã. Dù nơi như là nó có lưỡi dao này, đây là dao bằng thép có phủ titanium. Các bạn có thể cắt với nó và có thể dùng nó để mở chai bia. Ví dụ như đây, mình đang mở chai bia. Đây là cái clip của Slide Bell làm. Cái lưỡi dao này thì có cái khóa, ngàm khóa lưỡi. Phần còn lại thì nó có thêm cái đèn pin. Đây là cái đèn pin. Các bạn vặn nó để mở đèn pin lên. Pin sử dụng 4 viên pin hột nước nhỏ xíu. Và cái chân của đèn pin này là một cái cục đá lửa. Các bạn đánh nó bằng cái lưỡi dao để tạo ra tia lửa, để mồi lửa khi các bạn đi trong nơi hoang dã, đi trong rừng. Thì video này các bạn không thấy nó đánh lửa ra được bởi vì mình quay góc khác. Nhưng mà đây mình sẽ bỏ cái clip của Slide Bell vào để các bạn thấy hoạt động như thế nào. Đây mình demo cho các bạn thấy. Đây rất nhanh là có thể tạo ra lửa và cái lưỡi dao. Các bạn dùng cái cây đánh lửa này để nạy phần đuôi lên và nhét cái sợi dây lưng vào. Sợi dây lưng này bán kèm theo với cái bộ này luôn. Giá tổng cộng nguyên bộ là 180 đô. Và sợi dây lưng này có bán riêng với giá 80 đô. Thì nói chung là giá không phải là rẻ cho cái dây thắt lưng sinh tồn này. Vậy thì nó làm được gì? Nó có dao để các bạn cắt, nó có đèn pin, nó có mồi lửa để các bạn mồi lửa khi các bạn trong lúc cần kiếp. Và cái bản thân cái sợi dây thắt lưng này nó có độ bền rất cao. Nó chống nắng nè, chống nóng, chống lạnh. Tức là bản thân sợi dây rất bền. Và sợi dây này được bán riêng với giá 80 đô, tức là khoảng chừng 1 triệu 9 tới gần 2 triệu. Các bạn có thể dùng sợi dây này để kéo thuyền, kéo củi, kéo xe, hoặc làm rất nhiều việc khác. Hoặc là các bạn có thể lấy 80 đô và đi lấy 10 đô để mua sợi dây thừng và dùng cái 70 đô còn lại làm gì khác không tùy ý. Tức là nếu như mình mua sợi dây này với giá 180 đô thì mình sẽ không dùng nó để đi cột củi hoặc là đi kéo thuyền như là cái clip mà Slide Bell đã demo như ở trên đây. Mình muốn nói là bản chính thức và thương mại này nó khác với bản hồi xưa họ gây quỹ. Hồi xưa gây quỹ họ giới thiệu là cái thắt lưng này còn có GPS nữa, nhưng mà bản thương mại thì không có. Ngoài ra các bạn nếu muốn có thể thay những cái loại dây khác nhau. Như đây mình thích dây vải thì mình có thể gắn dây vải vào và dùng bình thường. Những cái sợi dây loại khác nhau này đều có bán trên trang Slide Bell, hoặc là các bạn có thể dùng mua dây ở đây cũng được. Nó không có cái phần khóa lưng ở phía sau, nhưng đối với mình thì cũng không phải là vấn đề lớn, bởi vì mình mang thắt lưng là để cho nó đẹp chứ không phải là để giữ cái quần cho khỏi bị tuột. Thì nếu như các bạn dây vừa thì các bạn có thể nhét vào và sử dụng bình thường. Cảm ơn các bạn, đây là cái thắt lưng sinh tồn của Slide Bell, giá 180 đô. Mình là Nam E, tinh tế.vn. Cái thắt lưng này có lưỡi dao, đánh lửa và đèn pin.